xin chào các bạn xin gặp các bạn là cái clip thứ hai tuần này cái đề tài này thì có vẻ nó rất cũ rồi à, nhưng mà vẫn có rất nhiều bạn trẻ ngoài kia hy vọng à, cái clip này mình nghĩ nó không mang lại cái gọi là cái lợi ích của từng cá nhân đâu à, nhưng mà có thể mang lại một cái sự gì đó một cái sự giải thích một cách à, có nghĩa là nó có trình tự và nó có thứ tự à, theo có thể dùng từ nôm na một chút xíu là có bài bản một chút xíu trong những cái vấn đề mà chúng ta hay nghe ngoài kia đó là việt kiều về hưu ở việt nam Việt Kiều về hưu Việt Nam Nên nếu các bạn nhìn lên một cái con đường phi quê là một cái con đường cao tốc ở đâu cũng vậy Thì các bạn sẽ thấy mọi người, mỗi người có có lái xe Và mọi người chúng ta đều có cái là cái nơi chúng ta muốn đi Người thì đang đi làm, người thì đang đi chơi Người thì chuẩn bị đón con, người thì cái này, thì người này cái kia Thì trên cái con đường đó nếu mà chúng ta nói về một cá nhân Thì chúng ta có thể nói cả từ ngày này, tháng nọ nó sẽ không ra hết đâu nhưng mà chúng ta đều biết những con người đang chạy trên cái con đường đó, đang lái những cái xe đó, họ cần phải bắt buộc theo những cái luật lệ đúng vậy, họ cần phải bắt buộc theo những cái luật lệ của cái con đường họ đang đi. Cái nghĩa là vận tốc của con đường đó các bạn có quyền đi bao nhiêu, bao 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 nhanh, bao chậm. Mỗi lần các bạn đổi lên lên đường có nghĩa là bắt đầu mỗi lần các bạn trên lên thì các bạn phải xích ngầu hay không hoặc là những cái access là những cái nơi mà chúng ta ra có nghĩa là có những cái quy luật mà chúng ta hoặc là những cái sai traffic sai những cái bảng đường và chúng ta bắt buộc phải đi theo thì ở đâu cũng vậy ở Mỹ cũng thế và ở Việt Nam cũng thế với cái ý tưởng đó thì bây giờ chúng ta hiểu một chút xíu về Việt kiều về hiếu Việt Nam cái này thì sẽ là một cái series của vài cái clip có nghĩa là mình sẽ làm khoảng 5 sáu cái clip về cái chương trình này về về cái đề tài này để có thể giải thích cho một cái rõ ràng nào đó cho chúng ta bên ngoài kia không có loại mang gọi là cái cảm xúc cảm nhận của từng cá nhân mà chúng ta theo một cái hướng gọi là một cái hướng nó nó thoáng đạt hơn theo từng cái luật pháp của từng đất nước thì trước khi chúng ta hiểu việt kiều về hưu ở việt nam mà cái sự người này kia nó nói nó nói nó này nó nọ người này chống đối kẻ kia hòa gọi là vui vẻ hoặc là người kia nói đúng kẻ kia nói sai thì chúng ta phải hiểu là vào quốc tịch của những đất nước thí dụ Tại đất nước Việt Nam của chúng ta, chúng ta phải tôn trọng đất nước Việt Nam của chúng ta không? Câu trả lời là có. Mỗi đất, mỗi đất nước nó đều có người dân trong đó. Đất nước Việt Nam có tới gần trên dưới cả 100 triệu dân. Là những con người đang ở trong đất nước đó. Mình không nói về chính thể. Chính thể là khác. Đất nước và con người của đất nước đó lại khác. Giống như bên Mỹ là có Republican và Democrat. Republican và Democrat là đảng dân chủ và đảng cộng hòa bất cứ gì đảng phái gì nữa cũng chỉ bầu làm ra để gì để phục vụ và chăm sóc đất nước và người dân trong đất nước đó mà thôi ở Việt Nam chúng ta cũng vậy đảng cộng sản hay đảng tư bản hay mốt đảng này đảng kia hồi thì cách đây mấy chục năm trước các cây trước năm trước, năm 1975 thì Việt Nam mình đâu có đảng cộng sản đâu chẳng hạn hoặc là giờ chúng ta có đảng cộng sản còn là mấy chục năm nữa có thể chúng ta lại có đảng dân chủ không ai biết được cả nhưng mà mọi đảng phái bên ngoài kia cũng chỉ là nghiệp vụ của họ là bảo vệ bảo và làm cho đất nước đó trở thành tốt đẹp hơn mà thôi vì vậy khi nói về đất nước là mình chỉ nói về con người con người và đất nước đó mà thôi chứ mình không nói về đảng phái thì đất nước Việt Nam thì con người và đất nước Việt Nam là những thành phần đã ở trên mảnh đất đó và những mảnh thành phần đã ở trên mảnh đất đó thì dĩ nhiên họ đã bỏ xương máu bỏ xương máu của những cha ông và những người đi trước ở Mỹ cũng thế thôi cứ những người đi trước đã bảo vệ mảnh đất đó để ngày hôm nay chúng ta có một mảnh đất gọi là gì đất nước Việt Nam vì vậy những người foreigner giống như bây giờ Việt Nam của chúng ta bây giờ chúng ta về trong Sài Gòn đó À, các bạn phải cố gắng coi vài cái clip, phải từng cái clip thì các bạn sẽ thấy mình sẽ giải thích một cách rõ ràng trong một cái cái còn một cái bài bản hơn về vấn đề về hưu việt nam thì các bạn sẽ hiểu một cách uh, gọi là có lịch trình ừ. hơn nên các bạn uh, hy vọng các bạn uh, patient có nghĩa là nhấn lại một chút xíu thì khi chúng ta nói về Việt Nam thì giờ chúng ta nói về trong Sài Gòn trong Sài Gòn thì chúng ta bây giờ có gì à, chúng ta hay thấy có gì những cái khu phố của những người Korea họ đang ở đúng không người Đại Hàn họ đang ở còn có những khu phố của những gì người uh, Japan có nghĩa là người Nhật đang ở và có cái khu cộng đồng người ở tại chợ lớn đúng không lại chợ lớn là người tàu đúng không người Trung quốc Trung quốc ở Trung cộng hoặc là người tàu tùy theo chúng ta muốn nói từ nào thì ta nói còn đối với người Mỹ họ thì gọi là China mà thôi hoặc là Chinese À, thì những cái cộng đồng đó họ đã ở tại Việt Nam đúng không? Và có người vô quốc tịch Việt Nam và có người thì tới đó làm việc và không vô quốc tịch. Như vậy, làm thế nào để vô quốc tịch Việt Nam? Nếu chúng ta là một con người bình thường bên ngoài kia khoảng là 170 mấy khoảng mươi mấy đất nước ngoài kia muốn tới Việt Nam mà trở thành quốc tịch của Việt Nam thì dĩ nhiên đất nước Việt Nam họ cũng sẽ có những cái gì, những cái luật lệ bắt buộc chúng ta cần phải gì? cần phải theo nếu chúng ta muốn gì muốn trở thành công dân của người Việt Nam công dân Việt Nam thì nếu bây giờ chúng ta đọc lên bây giờ lúc này đây yêu cầu và điều kiện để trở thành công dân Việt Nam công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có để được nhập quốc tịch Việt Nam nếu có đủ điều kiện sau đây thứ nhất có năng lực hành hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của luật pháp Việt Nam tuân thủ hiến pháp và luật pháp Việt Nam tôn trọng truyền thống phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam biết tiếng Việt để đủ hòa nhập vào, vào cộng đồng Việt Nam đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên trở lên tính đến thời điểm sinh nhập quốc tịch Việt Nam có khả năng bảo đảm cuộc sống Việt Nam thì bây giờ các bạn mình cứ để cái màn hình này và các bạn có thể pour lại và các bạn đọc thì nói tóm lại là gì rất là đơn nói để mình thô thâu, thâu tóm nó lại cho ngắn gọn một là chúng ta phải tự nguyện những người ngoại quốc đang ngoài bên ngoài kia nếu muốn tới Việt Nam trở thành quốc tịch Việt Nam chúng ta gì phải tự nguyện Đây rất là rõ này nha không ai ép buộc mọi người bên ngoài kia tới Việt Nam còn các bạn có muốn vô quốc tịch Việt Nam không đó là quyền từ riêng từ của các bạn các bạn muốn nó ngang nó dọc đâu ai mời giống như Việt Nam người ta không có thể nói từ từ đâu ai mời ai mà vô quốc tịch Việt Nam đâu các bạn muốn thì các bạn vô nhưng mà nếu các bạn vô là các bạn phải tự nguyện và các bạn phải, gì? phải phải đi qua những cái gì cái sự đòi hỏi của người ta đúng vậy những sự đòi hỏi của đất nước Việt Nam nếu các bạn đạt được những sự đòi hỏi đó thì các bạn bị mới có được phép dùng từ nha được phép chứ không phải được quyền được phép thì mình không có quyền mình không có quyền mình đang xin mà đang xin vô quốc tịch Việt Nam mà nên đó nó gọi là mình được phép vào quốc tịch Việt Nam theo tinh thần tự nguyện và khi vào quốc tịch Việt Nam theo tự nguyện thì nó lại đi gì nó, nó đi theo gì trách nhiệm và quyền lợi bất cứ đâu vậy thì khi chúng ta vô quốc tịch Việt Nam thì chúng ta có trách nhiệm và quyền lợi đúng không quyền lại à, có trách nhiệm gì à, chúng ta phải có gì khi như có công lao đặc biệt đóng góp xây, sự, 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 sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam có lợi cho nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta đáp đủ các nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây có điều kiện có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của luật quốc tịch Việt Nam, có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam và việc nhập tịch đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài là có lợi cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. là các bạn giữ quốc tịch nước ngoài nhưng mà phải có lợi cho đất nước Việt Nam thì các bạn mới được giữ. À, việc gìn giữ quốc tịch nước ngoài của người có quốc tịch Việt Nam có việc gìn giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó. Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị ảnh hưởng. Có nghĩa là nếu các bạn đọc những cái này thì các bạn rất rõ ràng. Các bạn vô quốc tịch Việt Nam thì các bạn phải có trách nhiệm bảo vệ, có quyền lợi, trách nhiệm bảo vệ, trách nhiệm xây dựng đất nước Việt Nam, trách nhiệm ờ uh, ờ uh, theo luật pháp Việt Nam, theo phòng gọi là theo cái cuộc sống và cái phong tục tập quán người Việt Nam. Và các bạn cũng được quyền lợi rất là rõ ràng trên vấn đề về về quốc tịch Việt Nam và cuối gì đây à, cuối cùng bác bạn thấy đều thấy rõ là phải yêu quý xây dựng và bảo vệ rất rõ ràng à, cái gọi là cái quyền lợi và trách nhiệm yêu quý xây dựng và bảo vệ chúng ta phải yêu quý đất nước Việt Nam và còn phải xây dựng đất nước Việt Nam và rất rõ là các bạn phải tự ở Việt Nam ít nhất hơn 5 năm ít nhất là hơn 5 năm Athlete là 5 năm, còn phải đó hơn 5 năm, phải có đủ tài chánh, tài sản để qua tự nuôi đến mình, phải có cả tiếng Việt, phải biết đọc và viết tiếng Việt, phải biết lịch sử Việt Nam luôn, phải hiểu, tìm hiểu văn tục tập quán, và gì phải có cả tên tiếng Việt. <laughs> người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi tiếng Việt. Thì cái này là những cái luật lệ, mà luật pháp mà đất nước Việt Nam đòi hỏi những người ngoại quốc muốn nhập tịch mới được phép mới được phép nhập tịch vào quốc tịch Việt Nam. Còn chúng ta có muốn vào không? Đó là quyền tự do cá nhân của những người ngoài kia. Đó là bên nói về bên hướng Việt Nam. Vậy chúng ta nói về hướng Mỹ. Mỹ thì cũng như Việt Nam. Mỹ đã có khoảng là 330 triệu dân. Đất nước Mỹ này họ cũng phải trải qua là hai trăm mấy chục năm vừa qua. Có nghĩa là qua bao nhiêu cuộc chiến uh, chiến tranh. Rồi ngay cả Civil War, cái là chiến tranh uh, trong đất nước của họ. Mới ra được cái mảnh đất ngày hôm nay là 50 tiểu bang ngày hôm nay chúng ta thấy chứ là Việt Nam Mỹ làm gì trước có 50 tiểu bang nếu chúng ta là lại lịch sử đúng không thì những nước đất nước Mỹ này họ cũng phải xây dựng không phải đổ máu cũng phải bảo vệ tiền để mà vào quốc tịch Mỹ thì nó đi qua ba chương trình rất là đơn giản ngoài kia chương trình đầu tiên mà chúng ta hay thấy, hay nghe thấy nói là chương trình của chính trị chính trị có nghĩa là sai lầm có nghĩa là một chính thể nào đó mà chúng các bạn ở đất nước của các bạn mà các bạn cảm thấy có một cái gì đó nguy hiểm tới cái tính mạng của các bạn hoặc là nó không làm cho không thể nào giúp các bạn phát triển về một lý do nào đó mà đụng chạm tới có nghĩa là nguy hiểm tới cá nhân của bạn và gia đình của các bạn thì các bạn có thể xin phép tị nạn chính trị và xin phép tị nạn chính trị đó là điều lệ đầu tiên nếu các bạn muốn qua Mỹ điều lệ thứ hai mà các bạn được nhập quốc tịch bên Mỹ là nhân đạo Việc nhân đạo là việc cha mẹ bảo lãnh con cái Con cái bảo lãnh cho cha mẹ Vợ chồng bảo, bảo lãnh cho nhau Anh chị em bảo lãnh cho nhau chẳng hạn Đó là việc nhân đạo Nhân đạo là khi chúng ta xin và người ta cho Khi bạn xin mình hoặc là mình xin bạn Mình xin bạn bạn cho mình Có nghĩa là là bạn nhân đạo với mình Bạn đâu có phải có bổn phận trách nhiệm và cho mình bạn không có bổn phận trách nhiệm và cho mình nhưng mà nếu bạn cho mình có nghĩa là gì là bạn nhân đạo với mình bạn bạn quý mến mình thương yêu mình và bạn ban ơn rồi ban ban phép cho mình đã có nghĩa là uh, giving providing cho mình một cái gì đó mà các bạn không phải obligate có nghĩa là các bạn không cần phải làm vấn đề đó thì gọi là nhân đạo và diện cuối cuối cùng là diện là diện đầu tư diện đầu tư là gì đầu tư hai loại đầu tư tiền bạc thì như các bạn đã thấy nói bên ngoài kia thì có khá nhiều người Việt Nam chúng ta ngày nay mang tiền qua đây đầu tư chẳng hạn là diện không phải Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới nữa là diện đầu tư để tạo công an việc làm đóng góp xây dựng vào đất nước mỹ này đúng không hoặc là đầu tư về kiến thức về kiến thức về học thức để đóng góp cho đất nước một ngày mạnh hơn thì mỹ cũng có ba diện rõ ràng chính trị nhân đạo và đầu tư thì nếu chúng ta thỏa thuận được ba cái diện này rồi thì khi các bạn vô cư tịch mỹ bên đây thì các bạn sẽ điền một cái form nó gọi là gì n40 and 40 cái form đó thì mình để trên màn hình cho các bạn coi cái form này dài là khoảng gì là khoảng 20 trang đúng vậy cái gọi là cái đơn này dài khoảng 20 trang trên cái đơn này thì nó đòi hỏi chúng ta khai báo rất nhiều thứ khai báo rất nhiều thứ và như như ý cho anh Việt Nam là chúng ta tự nguyện là chúng ta tự nguyện điền 20 cái trang này và sau khi điền hai cái trang này thì họ gì họ sẽ kiểm chứng những gì chúng ta điền có chính xác và đúng hay không có chúng ta ăn gian nói dối hay không nếu những cái gì anh trai nói dối trên cái cái tờ đơn này thì ngay cả chúng ta đang đang có thể săn thường chúng họ sẽ trục xuất chúng ta về lại đất nước sở tại của chúng ta à, chúng ta anh gian nói dối đúng không thế đó là ở Việt Nam cũng thế và ở Mỹ cũng vậy Việt Nam thì họ cũng có những luật pháp luật lệ để cho những người trên thế giới không cần biết bạn là người Đại Hàn người Tàu người Nhật người Pháp người Mỹ người da đen người da đỏ hoặc là mấy anh Trung Đông hoặc là bất cứ một sắc dân nào trên thế giới muốn tới Việt Nam để vào quốc tịch Việt Nam thì cũng cần phải qua những điều kiện thì khi qua những điều kiện đòi hỏi của của đất nước Việt Nam thì họ mới được, mới được phép trở thành quốc tịch Việt Nam và khi họ được phép trở thành quốc tịch Việt Nam thì họ bắt buộc phải có những trách nhiệm bổn phận với đất nước Việt Nam và Mỹ thì cũng thế và Mỹ cũng thế thì khi chúng ta thấy nước Việt Nam và Mỹ rồi thì chúng ta đi xuống không dưới thì thấy Việt Nam với Mỹ khác giống nhau rất là giống nhau rất nhiều điểm giống nhau điểm đầu tiên giống nhau là gì là không ai bắt ai trên thế giới vô quốc tịch của họ cả Việt Nam không bắt ai vô quốc tịch Việt Nam cả và Mỹ cũng thế Việt Nam không bắt bất cứ một người dân ở trên thế giới vào quốc tịch Việt Nam và Mỹ cũng không bắt bất cứ một ai trên thế giới vào quốc tịch Mỹ vì vậy khi vô quốc tịch Việt Nam với Mỹ đó là sự tự nguyện của từng cá nhân của chúng ta đúng không là chúng ta tự nguyện vô và khi chúng ta tự nguyện vô là gì là chúng ta phải đi qua những cái gì những cái sự đòi hỏi của đất nước đó họ cho phép chúng ta vô hay không và chúng ta cần phải gì phải đầy đủ những sự đòi hỏi đó thì chúng ta mới vô được quốc tịch đúng không và khi vô được quốc tịch làm thế nào mà chúng ta có thể có sự liên kết với đất nước đó là phải có sự yêu quý đất nước đó mà để yêu quý Việt Nam hay yêu quý nước Mỹ chẳng nữa hoặc là bất cứ nước nào trên thế giới bất cứ nước nào trên thế giới thì chúng ta cần phải hiểu gì lịch sử của đất nước đó hiểu về con người của những người đang sống trong đất nước đó hiểu về xã hội của những người đang sống sống trong đất nước đó và hiểu về văn hóa và nề nếp của những cuộc cộng đồng những người sắc dân hoặc là những người đang sống ở tại đất nước đó làm thế nào mình có thể yêu quý Việt Nam nếu chúng ta không hiểu đất nước Việt Nam không hiểu lịch sử Việt Nam không hiểu con người việt nam không hiểu tập quán tập tục của đất nước việt nam và mỹ đúng thế làm thế nào các bạn có thể yêu quý mỹ nếu các bạn không hiểu lịch sử đất nước mỹ hiểu con người mỹ hiểu xã hội mỹ hiểu văn hóa và đề nếp sống của tại đất nước mỹ làm thế nào các bạn hiểu được nếu các bạn không hiểu thì các bạn không thể yêu quý được những người và người như vậy thôi con người ở với người một thời gian họ sẽ sinh ra gì cái sự liên kết tình cảm nhưng mà cái sự liên kết tình cảm gắn bó đó với nhau từ người này với người kia đều qua gì đều qua một cái quãng thời gian là quãng thời gian đó gọi là gì lịch sử Đúng không? Và khi chúng ta hiểu về những này rồi thì chúng ta thấy rất là rõ ràng hai đất nước mọi nơi trên thế giới. Trước khi chúng ta nói Việt kiều về hưu Việt Nam hay Việt kiều về hưu thế này kia thì chúng ta phải hiểu rõ ràng về vấn đề vô quốc tịch cái đã. Tại vì đa số những người về hưu bên ngoài kia ở tại Mỹ hay ở tại Nam bất cứ đâu thì chúng ta đều mang những cái quốc tịch. Và những cái quốc tịch đó nó nói lên cái sự chấp nhận tự nguyện, cái sự suy nghĩ lập luật của từng cá nhân chúng ta khi quyết định khi quyết định khi quyết định nhập tịch của những đất nước đó trên thế giới và khi chúng ta quyết định nhập nhập tịch những đất nước đó trên thế giới không nghĩa rằng chúng ta được được quyền mà người ta cho phép chúng ta người ta cho phép ngay cả Việt Nam và Mỹ cũng vậy cho phép chúng ta và để cho phép chúng ta thì họ bắt buộc chúng ta phải có gì những cái trách nhiệm bổn phận thì luôn luôn cái gì cũng vậy trên cuộc đời luôn luôn ăn có cái sự tự do tự do luôn luôn đi theo trách nhiệm và bổn phận vì đất nước ha này. Sau khi các bạn hiểu đây là cái clip đầu tiên ha là vấn đề chúng ta nói về khu tịch đó thì chúng ta cần phải hiểu rõ ràng về khu tịch này đã để mai mốt vô những cái clip sau về sau khi mình nói thì chúng ta có một cái gọi là cái 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 sự rõ ràng hơn chứ chúng ta không nói chuyện theo cái cảm tức cảm cảm, cảm, xúc à, là tôi là dạy tôi thích là dạy ăn thích là tôi tôi nghĩ nó là vậy giống như chúng ta chạy trên con đường bạn đang đi đón con bạn đang đi làm bạn đang đi chơi hay bạn làm bất cứ việc gì đó bạn đang chạy cái con đường nhưng mà bạn bắt buộc phải theo những cái luật lệ của con đường đó như là vận tốc của con đường điểm đi ra điểm đi vô con đường mỗi lần đổ len các bạn phải, phải xin nhan chẳng hạn Hoặc à, các bạn không có hứng thì các bạn à, dừng giữa đường chẳng hạn hoặc là không hứng thì các bạn hứng thì các bạn chạy nhanh cả trăm mau chẳng hạn không có được tiếng chuyện đó cái đó là cảm xúc cảm nhận của từng cá nhân nên bây giờ đến những clip này là mình sẽ đẩy ra những cái cảm xúc cảm nhận mà chỉ nói về một chút xíu về những cái vấn đề mà mọi người chúng ta có có những điểm chung như nhau đó là vào quốc tịch của từng đất nước bên ngoài kia à, đây là cái clip đầu tiên của Việt kiều về hưu ở Việt Nam và sau đó tuần tới thì chúng ta sẽ nói tới cái đề tài này à, thêm vài clip nữa để có thể một lần giải thích cho một cái rõ ràng để mọi người Việt chúng ta bên ngoài kia có một đời sống lành mạnh vui vẻ ở à, trong một cái tinh thần một cái gọi là yêu thương trách nhiệm à, giữ lời giữ lời à, và cuối cùng ở uh, cái clip thì các bạn như các bạn biết thì khi chúng ta trở thành quốc tịch Mỹ thì chúng ta phải đi qua những lời hứa gọi là những lời thề gọi là lời thề ở bên đây gọi là cái ốt uh, lời thề lời hứa thì cái lời thề lời hứa đó mình cũng để để trên màn hình cho các bạn thì cũng đơn giản thôi thì thì các bạn cần phải đọc lời thề lời hứa đó vào cái ngày mà chúng ta tuyên thệ trở thành quốc tịch Mỹ thì cái lời thề lời hứa đó mọi người chúng ta ai cũng phải đọc thì nếu các bạn có thể dịch theo tiếng Việt hoặc là đọc theo tiếng Anh thì chúng ta sẽ còn càng thấy ngỡ ngàng hơn những gì chúng ta đã hứa và những gì chúng ta đã chấp nhận xin vào quốc tịch Mỹ hoặc là quốc tịch Việt Nam một lần nữa xin cảm ơn các bạn hiểu clip và như một lần ở đâu cũng vậy chúng ta cần phải làm nuôi dưỡng bản thân mình nuôi dưỡng những người thân yêu mình đóng góp xây dựng vào xã hội à, và nếu có đầu tư xin đầu tư những đầu chứ đừng đầu cơ và như mình đã nói đầu tiên đây là cái clip đầu tiên của cái xe Việt Kiều về về hưu ở việt nam những cái clip tới thì mình sẽ nói thêm vài những chi nhánh là có bao nhiêu thể loại người việt bên ngoài kia có nghĩa là người việt qua tị nạn người việt qua vượt biên này cái đó thì các bạn sẽ bị hiểu thêm rồi những thành phần về sau đây những tại sao có sự trách móc sự than van này nọ hoặc là cái sự đổi thừa này kia thì những clip tới thì mình sẽ giải thích chút xíu luôn trong một cái cái gọi là một cái series giải thích về người việt về hưu tại mỹ người việt về người việt về hưu tại việt nam một cách rõ ràng hơn một lần nữa xin cảm ơn các bạn dự clip